Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Tìm thân nhân thi thể nam giới có xăm dòng chữ The Young Man's Smiles trên cánh tay. Khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 11, người dân tại khu vực bờ kè Bình Quế, phường 28 quận Bình Thạnh đã phát hiện một thi thể trôi trên sông. Theo đó, thi thể này được xác định là nam giới, trên cánh tay trái có xăm chữ The Young Man's Smiles, đồng thời bả vai của nam thanh niên cũng có hình xăm hai bông hoa hồng màu đen. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo đặc điểm nhận dạng, nạn nhân được xác định khoảng 25 đến 30 tuổi. Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đang tìm thân nhân của nạn nhân để phối hợp giải quyết.